Hello, xin chào các bác nhé. Hôm nay em mới về được một lô mặt quỷ các bác này. Đó, mặt quỷ đây. Thì đây em đang test một con này các bác này. Mặt quỷ đi. Đây, bao xì các bác luôn nhé. Con này bao xì này. Đấy, hơi thì đã lên các bác này. Hơi đã lên nhá. Đây các bác này, hơi lên này. Bao xì thì các bác luôn nhá. Mặt quỷ này em chưa vệ sinh nhé, em test xì trước cho các bác. Đây san nhơ đây. Con này dung tích 1 lít nhá. Thành vách nó khá là đẹp. Đấy, hàng chưa vệ sinh thành vách nhìn khá là đẹp nhá. Đấy. Hơi đã lên đều. Màn hình to các bác nhá. Tắt này. Đó. Xô các bác nhá, không có nước viền cạnh nhá. Do giếc của nó đẹp này các bác này. Hàng đây là hàng chưa vệ sinh đấy. Đây nhá, sạch sẽ các bác nhá. Thì con này em bán với giá là 1 triệu 2 nhá. 1 triệu 2. Bác nào chốt hàng con này thì bác vui lòng liên hệ với em nhá. 0983 329755 giúp em với. Đấy, khá là đẹp nhá. Các bác chuyển khoản thì em sẽ bao ship cho các bác nhá. Đấy. Mai em sẽ giật vệ sinh và lên cho các bác. Đây xong đây. Xong con này khá là tương đối nhá. Đấy, nói chung là xong này em bao trong dính cho các bác luôn nhá. Đấy, em chào các bác nhá. Hẹn các bác ở clip tiếp theo ạ. Mai em sẽ dọn lên cho các bác. Đây bác nào lấy con này luôn thì em sẽ để luôn cho các bác giá 1 triệu 2. Chuyển khoản em sẽ bao ship. Nhá, em chào các bác nhá.